Xin chào các bạn đã đến và quay trở lại với TNC Channel. Hôm nay sẽ là một video mà mình sẽ... anh em thấy mình mặc áo Asus ROG đúng không? Gaming đúng không? Nhưng không, sản phẩm ngày hôm nay chúng ta nói đến lại không hề gaming một chút nào. Đó là sản phẩm hướng đến đối tượng người dùng, đó là doanh nghiệp, văn phòng cũng như là các bậc phụ huynh mà muốn trang bị cho con em mình một chiếc máy mà không muốn chúng chơi game quá nhiều chẳng hạn. Thì đây sẽ là một sản phẩm như vậy. Nhưng điểm ấn tượng nhất của sản phẩm này có lẽ là nằm ở đây. Ổ đĩa quang. Nào, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về sản phẩm này ngay sau intro nhé. Trước mặt mình cũng như trên màn hình của các bạn đang là chiếc Asus Expert Center E5. Một chiếc máy tính toàn diện. Vâng, hoàn chỉnh. Nó là một dàn máy tính luôn. Như anh em thấy thì trên bàn mình chả có gì khác. PC nó đâu? Cái dàn desktop đâu? Mình có để dưới gầm bàn nhỉ? Không, đây là một chiếc máy tính all-in-one AIO. Và nó là chiếc máy tính all-in-one cực kỳ toàn diện. Tại sao? Như các bạn có thể thấy, chúng ta có một chiếc màn hình. Và ở trên này đó là... Anh em vừa thấy không? Mình chỉ quay cái màn hình ra cái thôi là nó đã ngay lập tức được mở khóa vào. Đây để mình làm lại cho anh em xem nhé. Bàn phím để đây, chuột để đây. Và mình chỉ duy nhất chạm tay vào màn hình, nhìn nó bằng một nụ cười trìu mến. Anh em thấy không? Mở khóa rồi. Bởi vì sao? Chiếc máy tính này, gọi chiếc máy tính nó cũng hơi ngượng mồm tại vì nó chỉ có mỗi cái màn hình. Nhưng đây là một chiếc máy tính đầy đủ anh em ạ. Nó được trang bị sẵn webcam trên này và nó hỗ trợ công nghệ Windows Hello. Và nó sẽ giúp đăng nhập bằng khuôn mặt một cách cực kỳ nhanh chóng và đơn giản. Ok, đó là cái tính năng mà có lẽ là rất hữu dụng cho anh em văn phòng cũng như là làm việc tại nhà. Nó sẽ bảo mật được dữ liệu của anh em, bảo mật được chiếc máy tính này tốt hơn. Và cái việc mà chúng ta đăng nhập vào máy cũng được trở nên đơn giản hơn. Anh em sẽ không sợ bị cài keylock, không sợ bị Trojan hay là những gì để đánh cắp thông tin. Không sợ cả cái việc là có ai đó cố gắng lấy cắp mật khẩu của anh em. Bởi vì mật khẩu chính là khuôn mặt của mọi người. Rồi, đó là một tính năng. Bây giờ chúng ta tạm thời chậm lại một chút và quay trở lại với thiết kế của nó đi. Asus Expert Center E5 này sẽ được trang bị một chiếc màn hình có kích thước là 21.5 inch. Kích thước 21.5 inch có vẻ là hơi nhỏ, nhưng nếu với môi trường văn phòng hoặc là cho con em sử dụng chẳng hạn, đặt trên bàn học thì nó lại cực kỳ là vừa vặn. Bởi vì nó không quá to, nó vừa tầm và nó vẫn có thể đặt hoàn toàn ở một góc bàn với một khoảng cách vừa phải. 70cm cho đến 1m vẫn có thể sử dụng được, vẫn nhìn được rất là rõ ràng. Đấy, đó là về màn hình. Màn hình này thì có 3 viền siêu mỏng nhá. Viền dưới thì hơi dày một chút với logo Expert Center đặt rất là ngay ngắn ở đây và nhìn trông rất chuyên nghiệp nữa. Cái họa tiết ở đây là họa tiết sọc hơi chéo chéo này, sẽ mang lại một cái vẻ gì đấy nó không quá thanh thoát, nhưng mà nó vẫn toát lên được cái sự nghiêm trang, chỉnh tề. Đó, chứ không bị hầm hố, không bị gaming. Bên cạnh đó thì mặc dù là 3 viền siêu mỏng, nhưng mà viền ở trên này sẽ hơi dày một chút. Bởi vì anh em nhận thấy rồi đấy, ở đây chúng ta có một cái cụm camera cũng như là đèn hồng ngoại để phục vụ cho cái tính năng là Windows Hello. Và cái camera này nó có một tính năng nữa rất hay, đấy là che vật lý. Nó có cảm ứng vật lý anh em ạ, cảm biến vật lý. Ghê không? Cảm biến vật lý, anh em nhìn nhá, mình vuốt tay một cái là nó sẽ có một cái màn che camera lại, che mắt cam lại. Mình vuốt tay một phát nữa là nó sẽ mở ra, anh em thấy hay không? Vuốt này, đóng, vuốt, mở. Thật ra là đằng sau này nó có một cái công tắc anh ạ. Nó có một công tắc vật lý gạt, gạt qua gạt lại, gạt qua gạt lại là nó sẽ đóng mở cam. Thật ra thì cái việc đóng mở cam này nó cũng khá quan trọng, tương đối quan trọng trong cái việc là làm việc. Bởi vì sao? Đôi khi là cái camera này chúng ta cũng không thật sự kiểm soát được nó là nó có đang ghi hình chúng ta hay không. Cho nên là nếu như mà anh em cần sự riêng tư một cách tuyệt đối, anh em cảm thấy không an tâm về những chiếc camera ở xung quanh mình, thì anh em có thể gạt nó, che nó đi, rất an toàn và đảm bảo tính riêng tư cho mọi người. Bên cạnh đó thì đó là thiết kế mặt trước nhá. Thiết kế xoay ra mặt sau của chiếc máy tính này thì sao? Anh em sẽ thấy là nếu đây là một cái màn hình thì nó thật sự là quá dày. Đó, anh em nhìn cạnh bên này, khá dày đúng không? Mặt sau thì cũng rất đơn giản với những cái đường chéo này. Chân này là chân chuẩn VESA 100 nhá, anh em có thể sử dụng những cái chân đế khác. Và cái việc thay chân đế trước màn hình này là hoàn toàn bình thường, bởi vì cái trụ đế này nó chỉ đơn thuần là cái trụ đế thôi. Đó, chứ nó không có tích hợp cái gì ở bên trong cái trụ này cả. Cho nên là anh em hoàn toàn có thể thay được những cái chân VESA khác. Ví dụ như là để cho cái góc của anh em nó gọn hơn chẳng hạn, anh em có thể dùng cái tay arm để treo nó lên, hoặc là treo thẳng lên tường. Rất gọn, rất tuyệt vời, rất là đa dụng và linh hoạt. Và cái chân này như anh em thấy rồi đấy, là cái chân này cũng có khả năng xoay, và nó xoay tới là 180 độ. Đó. Đây.
mặt trước của nó như thế này. Đây là phía trước của nó, cạnh trước của nó đây. Thì nó xoay hẳn sang bên trái và xoay hẳn sang bên phải. Đó, 180 độ. Một cái góc xoay rất thoải mái để làm việc đúng không? À, anh em có thể ví dụ như là đang ngồi, đang làm với số liệu hay là đang làm với gì đó, sau đó muốn cho đồng nghiệp hay là sếp xem, anh em có thể nâng lên, xoay sang, bẻ lên, ngửa xuống, rất linh hoạt. Và dĩ nhiên rồi, xoay thôi chưa đủ, anh em có thể xoay dọc nữa. Đó, để phục vụ cho những công việc đặc thù hơn của mọi người. À, rất tiếc một chút là chiếc màn hình này mặc dù nó là all-in-one nhưng mà nó lại không có cái auto để lật màn hình giống như ở trên những chiếc điện thoại hay là gì đấy. Giá kể như là có cái tự động lật màn hình nữa thì mình nghĩ là nó sẽ tuyệt vời hơn, hoặc là mình chưa mò ra nó ở đâu cả. Ok, quay trở lại với thiết kế chiếc màn hình này thì anh em sẽ thấy là cái phần thân của nó khá dày đúng không? Bởi vì nó sẽ chứa toàn bộ linh kiện của chiếc máy tính, một chiếc PC thực thụ chính hiệu ở bên trong này. Và ở cạnh trái này thì anh em sẽ thấy là chúng ta có khá nhiều cổng kết nối đúng không? À, điển hình ở đây chúng ta sẽ có một khe đọc thẻ SD, chúng ta sẽ có thêm một cổng USB Type A và cổng này đạt chuẩn SS, tức là sao? Đây là cổng USB Type A và chuẩn là 3.2 đúng không? USB Type A 3.2. Ở dưới này chúng ta sẽ có hai cổng USB Type-C, trong đó thì cổng USB Type-C ở trên nó là cổng Thunderbolt 4 nha. Nghe đến Thunderbolt 4 là anh em đã đoán được là nó sử dụng chip gì đúng không? Lát nữa chúng ta sẽ đến với cấu hình bên trong. Ở dưới chúng ta lại có một cổng USB Type-C nữa, hai cổng USB Type-C, thì cổng ở dưới này nó lại không phải là Thunderbolt 4 mà nó là chuẩn SS10 USB 3.2 Gen 2. Và dưới cùng thì anh em sẽ có một cổng 3.5mm để cắm mic và tai nghe. Thật ra là chiếc màn hình này nó được tích hợp loa ngoài sẵn ở bên trong, cho nên nếu như anh em không quá gần cái việc chất lượng âm thanh cao hay là nghe rõ chi tiết âm thanh thì anh em hoàn toàn có thể dùng cái loa tích hợp này. Và âm lượng của nó thì cũng tương đối ổn. Lát nữa thì chúng ta sẽ thử demo loa sau nhé. Tuy nhiên thì nếu chỉ có từng đó cổng kết nối thì mình nghĩ là hơi thiếu cho một chiếc máy tính hoàn thiện, hoàn chỉnh đúng không? Bởi vì chúng ta chỉ có mỗi một cổng USB Type-A. Nhưng mà cái điều đấy thì anh em không, hoàn toàn không phải lo ngại gì cả. Bởi vì là ở đằng sau này chúng ta còn có thêm một đống cổng USB nữa. Trong đó thì anh em sẽ có hai cổng USB chuẩn SS là 3.2. Đó, USB 3.2. Và chúng ta sẽ có thêm hai cổng USB 2.0 nữa. Tất cả đều là chuẩn Type-A và anh em như anh em có thể thấy đây, mình đang cắm dây mạng vào cổng RJ45 ở đây. Và cuối cùng là chúng ta có một cổng cắm nguồn nữa, hơi khuất một chút vào bên trong này. Thì cái cổng nguồn này nó sẽ có một cái adapter đi kèm. Cái adapter này thì sẽ có công suất là 150W và kích thước của nó cũng tương tự như là kích thước của những cái adapter nguồn của laptop thôi. Cho nên là cũng không quá cồng kềnh và chiếc máy tính này cũng không quá tốn điện đâu. Bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng nhau test một thứ trước, đó chính là về cái camera cũng như là mic thu âm của chiếc máy này. Bởi vì nếu như mà anh em trang bị máy này cho con em mình ở nhà để học online chẳng hạn thì cái mic và cái cam sẽ vô cùng quan trọng. Ok, hiện tại thì mình đang bật phần mềm camera lên và chúng ta sẽ cùng nhau quay thử để test xem âm thanh và hình ảnh của chiếc camera, webcam cũng như là mic này như thế nào, và hình ảnh cũng như là âm thanh các bạn đang nghe được ghi lại từ chính camera của chiếc máy này. Anh em có thể thấy là chất lượng camera nó cũng ổn thôi. Camera này là camera HD thôi chứ không phải là Full HD. Nhưng mà đổi lại thì mình thấy là đó, nó bắt nét khá là nhanh. Hình như nét này là nét fix anh em ạ. Nét fix, tức là khoảng nét nó được fix cứng chứ không phải là Netflix đâu nhá. Đó, và nó cũng hơi bị vàng một chút. Nhưng mà không sao, với những cái nhu cầu chỉ là để họp online, học online, làm việc online, work from home thì chiếc máy này nó như vậy là đáp ứng đủ nhu cầu. Chứ còn nếu như mà anh em muốn gọi là làm streamer thì mình nghĩ là cái cam này nó hoàn toàn không phù hợp. Ok, còn về chất lượng mic thì sao? Anh em hãy chia sẻ bằng cách bình luận vào bên dưới video này nhá. Bởi vì mình hiện tại thì mình chưa nghe được âm thanh của chiếc mic này. Okay. Rồi, quay trở lại với cả phần review chiếc máy này. Ở đây thì ngoài việc anh em sở hữu chiếc máy này và nó được trang bị ổ đĩa quang ra thì chúng ta còn được tặng kèm thêm những phụ kiện nữa, đó chính là một bộ bàn phím và chuột không dây đến từ Asus. Và bộ bàn phím chuột không dây này sẽ sử dụng pin nó khá là buồn cười anh em ạ. Đây, con chuột thì sẽ sử dụng pin AA, 2 chữ A, pin 2A. Nhưng mà bàn phím thì lại dùng pin 3A. Giá kể như là cả phím cả chuột dùng cùng một loại pin thì mình nghĩ là nó sẽ tiện hơn. Kiểu một lần anh em đi mua pin ấy, anh em mua một loại thôi. Cho đây là phải mua hai loại thì hơi bất tiện, nhưng mà không sao cả. Đổi lại thì cái bộ phím chuột này nghe nói là cái thời lượng pin của nó cũng sẽ rất lâu đấy. Cho nên là nếu như mà anh em mua chiếc máy này về thì chúng ta sẽ không cần phải lo đến việc là mua thêm cái gì khác. Mua đúng một cục với mức giá là khoảng hơn 20 triệu thôi. Hơn 20 triệu cho dàn máy này là anh em đã có đầy đủ tất cả mọi thứ, cắm là chạy.
nó còn đơn giản hơn cả anh em BBC. Ok, bây giờ thì nói đến BBC thì anh em sẽ quan tâm đến gì? Cấu hình đúng không? Ok, bên trong này thì chúng ta đang được gắn sẵn một ổ SSD NVMe dung lượng là 512GB, một con CPU cũng tương đối là mạnh mẽ đến từ Intel, đó là Intel Core i5 11500B. 11500B nha, không phải là 11400F hay là 11400 bình thường. Core i5 11500B. Con chip này thì nó sẽ có TDP là vào khoảng 65W. Bên cạnh đó thì xung nhịp cơ bản của nó là 3.6GHz, xung nhịp boost của nó là 4.3GHz. Nó là một mức xung nhịp mà theo mình thấy nó không hề tệ một chút nào cho một chiếc máy tính all-in-one như thế này. Và nó có thể làm được rất nhiều thứ đấy. Và dĩ nhiên rồi, nó là CPU Intel thế hệ 11 cho nên là nó sẽ có kèm theo những cái khả năng, ví dụ như là cái đồ họa tích hợp UHD thì cũng đủ để anh em có thể chơi được những cái tựa game nhẹ nhàng để giải trí. À quên, máy này không chơi game. Máy này là để học tập và làm việc nhá, đừng chơi game nhá. Đừng chơi Genshin Impact hay là FIFA Online 4 hay là Liên Minh Điện Thoại nhá. Được. Ok. Rồi. Vậy thì còn gì để nói về chiếc máy này nữa? Khả năng nâng cấp. Vâng. Như anh em thấy ở đây thì mình đã tháo tung chiếc máy này ra và anh em có thể nhìn thấy vào cái phần linh kiện bên trong. Có vẻ như là nó khá đơn giản, chúng ta sẽ chỉ có duy nhất con CPU là cái linh kiện phát nhiệt lớn nhất, và để giải nhiệt cho nó sẽ là một chiếc quạt tản nhiệt to tổ bố với hai ống đồng cũng to không kém. Nó sẽ nối thẳng từ CPU ra cái quạt tản nhiệt này và thổi toàn bộ cái luồng khí nóng sản sinh ra trong quá trình hoạt động lên phía trên. Và cái quạt tản nhiệt này theo mình thấy là kích thước nó rất to, cho nên là về cái hiệu năng làm mát cũng như là cái khả năng làm việc của con CPU này thì mình nghĩ là nó cũng không hề tệ một chút nào. Nhưng đó chỉ là về CPU thôi. Nếu như anh em muốn nâng cấp những thứ khác thì sao? Có phải là nó sẽ hạn chế, thậm chí là hạn chế hơn laptop không? Không. Ngay từ việc nó được trang bị ổ đĩa quang là mình đã thấy ấn tượng đấy. Nếu như mà anh em không thích ổ đĩa quang thì anh em có thể tìm những cái Caddy Bay để anh em nâng cấp, đấy là điều đương nhiên. Nhưng nếu anh em không muốn động chạm đến cái phần cứng của nó mà anh em chỉ muốn là mua thêm về và lắp vào thôi thì sao? Hiện tại thì trong máy này đang được gắn sẵn một thanh RAM 8GB, nhưng nếu như mà anh em muốn nâng cấp ý, thì anh em thấy đấy là mình hoàn toàn có thể cắm thêm một thanh RAM 8GB nữa để tận dụng dual channel. Và mắc tối đa chiếc máy này có thể nâng cấp tới 32GB RAM, có nghĩa là anh em sẽ mua một bộ kit 32GB với hai thanh 16 và bus tối đa của nó lên tới là 3200MHz. Đó, 3200MHz. Đó là về RAM. Vậy thì còn về SSD thì sao? Như anh em thấy ở đây thì chiếc máy này đã được gắn sẵn một ổ SSD 512GB rồi. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn còn có một slot SSD M.2 PCIe nữa, và anh em có thể nâng cấp thêm một ổ SSD nữa dung lượng lên tới là 1TB. Và nếu như mà từng đó ổ cứng vẫn là chưa đủ cho anh em vẫn cần thêm ổ cứng nữa, cần nhiều dữ liệu nữa được lưu trữ vào trong chiếc máy này, thì chúng ta vẫn còn có một slot 2.5 inch để anh em gắn thêm ổ HDD hoặc là ổ SSD SATA 3 nếu anh em muốn. Và cái theo thông tin từ nhà sản xuất mình được biết thì cái khe đó có thể gắn thêm ổ dung lượng lên tới là 2TB. Vâng, như vậy là quá đủ để làm việc đúng không? Quá đủ để làm việc. Và hầu như là các cái đơn vị lớn bây giờ mình thấy sử dụng những cái dàn máy như này thì họ sẽ ngoài việc là dùng ổ cứng bên trong máy nữa không quá nhiều đâu, họ sẽ sử dụng những cái hệ thống kiểu cloud, dữ liệu đám mây, ví dụ như là Microsoft 365 hay là Google Drive gì đó, thì lúc đấy thì đó là tùy mỗi doanh nghiệp thôi. Nhưng còn nếu như mà anh em không trang bị cho doanh nghiệp mà anh em muốn trang bị chiếc máy này để ở nhà, để làm một chiếc máy tính cá nhân ở nhà, làm những công việc đơn giản cơ bản, thì nó lại quá là phù hợp bởi vì nó có khả năng nâng cấp rất mạnh mẽ. Ok, vậy thì chiếc máy này sẽ dành cho ai? Thật ra là để nói về nó thì mình sẽ không nói quá nhiều về hiệu năng hay là gì đó, bởi vì anh em nhìn nó thôi là đã biết nó là một chiếc máy văn phòng, một chiếc máy làm việc, thậm chí là một chiếc máy cho các cụ ở nhà đọc báo, một chiếc máy cho con học online, một chiếc máy phục vụ rất nhiều nhu cầu trừ gaming. Thế cho nên là về hiệu năng của nó có lẽ là chúng ta sẽ không phải bàn nữa. Nhưng cái chúng ta phải bàn tới ở đây đó là gì? Là chiếc máy này dành cho ai? Ok, như anh em thấy là ở đây thì mình có cắm thêm cái dây mạng và trông bắt đầu nó hơi phức tạp đúng không? Bây giờ mình bỏ dây mạng ra nhé. Anh em thấy không? Nó quá đơn giản luôn. Nó chỉ có duy nhất một cọng dây nguồn cắm vào đây. Mà cọng dây nguồn này kể cả anh em không biết gì thì lúc mua máy kỹ thuật viên chỉ cần hướng dẫn anh em là: anh ơi, cọng dây này cắm vào cái lỗ này nhé, xong. Là xong. Anh ấy bật máy nút nguồn đây nhé, bật máy lên là xong. Anh ơi, bàn phím với chuột dùng cái dongle này anh em cắm vào cái cổng USB ở đây nhé, setup thế là xong. Vị trí là có hai thứ cần cắm vào. Nhưng mà có mỗi hai thứ cần cắm vào thì mạng đâu? À, chiếc máy này quên mất chưa giới thiệu anh em, nó được tích hợp Wi-Fi 6 và Bluetooth 5.
Ở bên trong này tích hợp sẵn một cái module Wi-Fi 6 AX200 NGV của Intel. Anh em có thể nhìn thấy ở cảnh video mình đang show trên màn hình đây. Và với Wi-Fi 6 thì rõ ràng rồi, chiếc máy này có thể đảm bảo được cái kết nối Internet một cách nhanh chóng, độ trễ thấp cũng như tốc độ cao cho anh em mà chúng ta không cần phải quan tâm đến dây mạng làm cái gì cả. Đó. Vậy thì những điều mình vừa nói là để làm rõ cái quan điểm gì? Là chiếc máy này nó quá dễ để setup, nó quá dễ để sử dụng. Anh em về cắm điện vào, cắm USB bàn phím chuột vào. Mà cái bàn phím chuột này mình xin nhắc lại là tặng kèm khi mua máy nhá, nó ở sẵn ở trong thùng máy luôn ấy. Mà trông không tệ một chút nào, trông thiết kế cũng khá là ngon lành. Anh em có thể nhìn rõ nhá, là chiếc bàn phím phẳng hoàn toàn. Nó hơi chiếc lép một chút, hơi giống bàn phím laptop một chút, nhưng mà không sao cả. Với văn phòng hay là sử dụng ở nhà thì cái bàn phím này sẽ mang lại cảm giác thoải mái và dễ chịu khi chúng ta sử dụng. Đặc biệt là nó không phát ra quá nhiều âm thanh. Ừ, chuột nó vẫn hơi click 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 click, nhưng mà không sao cả. Nó quá dễ. Và khi mà mình trải nghiệm chiếc máy này, cái điều mà mình cảm nhận thấy nó không phải là sự thỏa mãn về hiệu năng, mà nó là sự thoải mái trong cái việc setup. Ok, tôi thấy đặt cái máy này ở đây không đẹp, hơi vướng, không cần phải rút nguồn ra luôn, dây nguồn nó dài mà, bề đi đặt chỗ khác, máy vẫn chạy bình thường. Nó quá thoải mái, nó chỉ thua laptop một tí thôi, nhưng mà nó còn hay hơn laptop một chỗ nhá. Laptop anh em mở ra đóng vào nhiều, mang đi mang lại nhiều thì nó xuống cấp đúng không? Cái máy này anh em mua về anh em đặt trên bàn và nó cứ mãi mãi nó ở đấy. Anh em cắm đúng một cọng dây vào, nó cứ ở đấy, nó ở đấy và nó sẽ ở đấy khi anh em cần. Vậy thì câu trả lời anh em đã hình dung ra chưa? Nó sẽ dành cho ai? Nó sẽ dành cho những người cần một thiết bị đáng tin cậy, sẵn sàng ở đó chờ đợi anh em bất cứ khi nào. Hoặc kể cả nó không ở đó, anh em muốn nó ở chỗ khác thì anh em chỉ cần rút đúng một cái dây bế ra chỗ khác. Xong. Nó dành cho ai nữa? Nó dành cho doanh nghiệp. Dành cho những đơn vị cần trang bị nhiều máy tính mà không muốn trả quá nhiều tiền điện. Đúng không? Một dàn PC bây giờ anh em build bét lắm thì một cái máy tính văn phòng đi, nguồn 450W đi. Dù sao thì nó vẫn là sử dụng CPU desktop. Dù sao những linh kiện của nó vẫn tốn điện. Dù sao nó vẫn có màn hình rời. Và chắc chắn nó sẽ tốn điện hơn cái máy này với một cái cục adapter chỉ 150W. Doanh nghiệp lớn sẽ cần cái này. Họ sẽ trang bị có khi đến hàng trăm chiếc máy như thế này trong một tầng của một tòa nhà. Thì lúc đấy anh em nghĩ xem cái lượng điện tiêu thụ sẽ như thế nào, cái an toàn cháy nổ của nó sẽ làm sao. Đó, doanh nghiệp lớn. Thứ ba nữa, doanh nghiệp nhỏ. Doanh nghiệp nhỏ. Đây. Chi phí tiết kiệm, dễ dàng bảo trì nâng cấp thay thế, dễ dàng vận hành. Mà nó lại còn là hàng chính hãng. Bảo hành chính hãng Asus tại Việt Nam. Có vấn đề gì? Alo anh ơi, máy em có vấn đề rồi. Ok anh, em bảo hành. Thế là anh em bế đi bảo hành thôi, quá đơn giản. Nó đáng tin cậy. Doanh nghiệp nhỏ hoàn toàn có thể sử dụng chiếc máy này để cho các nhân viên tư vấn này, dành cho các nhân viên văn phòng của mình này, dành cho kế toán này, dành cho gọi là cái nhân viên mà thanh toán ấy, thu ngân, đúng rồi. Anh em cắm ra máy in, anh em cắm ra máy post, anh em cắm ra các thể loại máy. Và nó rất đơn giản. Nó còn dành cho ai nữa? Như vừa nãy mình đã chia sẻ, nó dành cho các cháu ở nhà học online. Camera, mic đây rồi, không cần phải mua thêm, mua được cả chuột phím, lại còn chuột phím không dây. Các cháu học mấy máy này thì phải gọi là... Mà chúng ta còn dễ kiểm soát nữa, đúng không? Cái máy nó sẽ chỉ trên bàn thôi. Con em chúng ta không thể bê nó đi đâu được cả, không thể giấu giếm đâu được cả. Mọi thứ nó sẽ ở trên cái màn hình này. Anh em đặt thẳng cửa đi vào chẳng hạn, hé cửa ra phát, đang học bài, ok, good. Hé cửa ra phát, đang xem phim, ok, không good. Chúng ta thấy ngay. Chứ còn laptop đúng không? Laptop các cháu chỉ cần laptop à, bê xoay xoay cái màn hình đi một tí, hoặc là bê ra góc này một tí, là các cháu hoàn toàn có thể có một góc riêng tư mà làm cái gì đó mà chúng ta không biết. Đó. Nó, thật ra thì mình nói hơi lan man về cái máy này, bởi vì là lâu lắm rồi mình không làm việc với một chiếc máy all in one. Và thứ hai nữa là chiếc máy này lại được trang bị quá nhiều thứ mà nó lại toàn diện ấy. Và đặc biệt là cổng Thunderbolt 4 nhá. Đợt đây có sẵn quay 5 nữa. Nếu như anh em muốn biến nó thành gaming đúng không? eGPU sẽ là một cái giải pháp mà anh em có thể nghĩ tới. Có Thunderbolt 4, có Core i5, thêm một con 1660 đi, GTX 1660 đi. Ủa rồi anh em gaming trên máy này chóe. Mỗi tội là cái màn hình của nó chỉ là Full HD, cũng như là tần số quét là 60Hz mà thôi. Thế thôi. Rồi, nói chung là
video lan man hơi dài bởi vì cái máy nó hơi thú vị và mình cũng muốn làm rõ thêm cái vấn đề đấy là cái máy này nó dành cho ai. Chứ cái vấn đề chúng ta làm rõ ở đây nó không còn là hiệu năng thế nào nữa. Nhưng mà nếu mà nói về hiệu năng, thử tí Genshin Impact chắc là cũng không sao nhỉ. Làm tí. Ừ thì vừa nãy mình nói với anh em là máy không chơi game, nhưng mà làm sao mà chúng ta có thể làm việc ngày này qua ngày khác 24/7 được đúng không? Anh em vẫn cần có một tí gọi là giải trí. Và đây chúng ta sẽ cùng nhau giải trí nhẹ nhàng với tựa game Genshin Impact. Vâng, và anh em có thể thấy là Genshin Impact với chiếc máy này mình sẽ phải chơi ở chế độ cửa sổ. Và cái độ phân giải của nó là 1366x768 HD mà thôi, chứ không phải là Full HD toàn màn hình. Bởi vì là dù sao thì chiếc máy này cũng chỉ được trang bị là đồ họa tích hợp Intel UHD Graphics thôi. Thậm chí nó còn chưa được lên thậm chí là nó còn chưa được lên đến Iris Xe Graphics cơ. Cái này thì nó là một cái điểm hạn chế mà chúng ta có thể chấp nhận được. Nhưng mà mình sẽ nhắc lại với anh em là chiếc máy này nó có cổng Thunderbolt 4 đấy. Tức là nếu anh em mà cần một cái hiệu năng mạnh mẽ hơn cho game mình thì anh em hoàn toàn có thể tận dụng cái cổng này để anh em có thể chơi với cái giải pháp đấy là eGPU. Và có một điều nữa chắc anh em cũng đã nhận ra, đó chính là chiếc màn hình này nó được tích hợp loa ngoài anh em ạ. Đó, anh em có thể nghe thấy âm thanh từ chiếc máy này tương đối là to. Cái âm lượng loa ngoài này tương đối là to. Tuy nhiên thì cái nó không được trong cho lắm. Nghe tiếng nó sẽ hơi sắc sắc một tí, anh em thấy không? Nó sẽ hơi chói tai. Đây. Chốt lại thì chiếc máy này nó mang lại cho mình nhiều thứ hơn là mình cần ở nó. Anh em biết tại sao không? 2021 mình không nghĩ là mình còn cần đến cái này nữa, nhưng mà Asus vẫn mang lại cho mình. Và chắc là lát nữa mình sẽ thử kiếm mấy cái đĩa cũ ngày xưa của mình, mình thử cho ở đây xem. Mấy cái đĩa mà từ hồi cấp 3 mình làm album ảnh, slide ảnh, prosogon các thứ, xong rồi cũng là một cách để sống lại tuổi thơ. Nhưng mà quan trọng nhất là chiếc máy này sẽ dành cho những người không quá am hiểu về công nghệ, những người mà chúng ta cần một cái thiết bị nó giống như cái tivi ấy, về cắm điện, cắm mạng, bật lên. Thậm chí là Smart TV bây giờ cắm điện, kết nối Wi-Fi, xong. Cái máy này nó cũng y hệt như vậy, nhưng nó là một chiếc PC đầy đủ chức năng, phục vụ cho anh em đầy đủ mọi thứ anh em có thể nghĩ ra với một chiếc PC làm việc. Và một chiếc PC phục vụ cuộc sống hàng ngày, nó có đầy đủ hết. Và nó đơn giản không khác gì một chiếc Smart TV. Anh em chỉ cần cắm điện và mọi thứ sẵn sàng phục vụ anh em từ A đến Z. Anh em nghĩ sao về chiếc máy này? Hãy chia sẻ cho mình biết bằng cách bình luận vào bên dưới video nhé. Còn với cá nhân mình, nếu như mà mình có 20 triệu và cá nhân mình cần một chiếc máy để ở nhà cho rất nhiều công việc khác nhau thì chắc chắn mình sẽ mua nó, chắc chắn luôn. Bởi vì nó có ổ đĩa nữa. Còn anh em thì sao? Hãy chia sẻ một cách bình luận vào bên dưới video nhé. Bây giờ thì video đã kết thúc rồi, khá dài đúng không? Khá laman đúng không? Cảm ơn các bạn đã chịu khó nghe mình laman đến tận lúc này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye.